Con gà đang chuẩn bị đi học rồi cô chú ơi. Giờ chuẩn bị cặp vợ đi học rồi nè. Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Bây giờ đang học bài chữ với chữ Việt Nam nữa mà cô chú ơi. Viết lẹ đi, mẹ chấm rồi con viết đi. Đừng có chấm tầm bậy nữa, lẹ đi. Nó giỡn quá à. Con viết lẹ đi. Lẹ đi. Cho bà cô chú coi kìa. Mà nó viết lại kìa, viết đẹp kìa, viết đó xấu rồi. Chữ A. Chữ 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 ớ. Chữ ứ. Chữ A, chữ B, chữ da, chữ N. Và viết lẹ đi, đừng đọc nữa. Viết đẹp đẹp lên ngày, viết xấu rồi ông bà cô chú cười đó. Tập này viết không đẹp bằng tập bên Việt Nam, tập bên Việt Nam. Cô chấm nó viết đẹp, em chấm nó viết không có được đẹp không? Viết cho đẹp lên con viết xấu rồi vậy? Nhìn cho mẹ, nhìn mẹ viết kìa. Bên Việt Nam con viết đẹp lắm mà, qua đây con viết xấu vậy con? Bên đây con không có viết xấu đó. Rồi viết đi nha. Xa xa ra chút, không xa xa ra, không gần quá là đuôi con mắt đó. Ừ, ngóc cao đầu lên. Viết nhanh dữ ta. Nhưng mà cô chú nè. Rồi cô chú nhìn hả? Rồi chữ này chữ gì con đọc lớn lên coi. Chữ A. Giỏi quá rồi con viết đi. Viết nghe đừng quên chữ Việt Nam nghe con. Nghe. Viết cũng chăm chú lắm mà, nhiệt tình lắm. Viết chữ cũng nhanh lắm. Con viết đây mẹ nhìn này. Trời, viết chưa xong nó dạy mẹ nữa kìa. Viết càng ngày càng đẹp rồi chứ bộ ạ. Viết nét thẳng rồi xong quá. Xong béo lên vậy đó hả? Giỏi lắm. Biết rồi, mẹ biết rồi. Mai mốt mẹ không biết con chỉ cho mẹ nghe. Con viết xong chưa? Gái mày viết xong rồi. Đọc lớn lên cho ông bà cô chú nghe chữ gì? Chữ này chữ gì? Chữ A mà. Chữ A đó hả? À. Ai viết vậy? Trời ơi, viết chữ nhỏ mày thôi chứ bự. Viết 4 đi, viết chữ 4. Viết số 4 hả? Con gà đang chuẩn bị đi học rồi cô chú ơi. Giờ chuẩn bị cặp vợ đi học rồi nè. Không, em ơi mới đi giờ đi kiếm đó, kiếm tập. Tập bên đây nè, cháu trai ngồi kìa. Giờ này chuẩn bị tập sách rồi viết đồ, đang chuẩn bị đi học rồi đó ông bà cô chú ơi. Ngày mai mới đi hả? Giờ con chuẩn bị đó hả? Nãy giờ đem tập viết ở bên Việt Nam rồi đem đi học, em nói bên đây Trung Quốc rồi chứ không phải Việt Nam con. Gì con? Đem hai cuốn tập được rồi, cô nó không có cho đem nhiều. Đem nhiều lên cô đánh đó, con biết không? Cô ở bên Trung Quốc không phải cô Việt Nam đâu. Cô bên Trung Quốc rất là nghiêm ngặt. Biết không? Con đem tầm 7 cái cô mắng vốn mẹ đó. Được rồi, qua đây lấy viết nè, lấy viết bỏ trong tập nè. Bạn nói là mẹ mua cho con đó hả? Đó hả? Trời ơi, khỏi cần bạn nói đâu, con đem nhiều cô đánh con đó. Cô sẽ nói là em bé không có ngoan. Trời ơi.
con bị đi học đi hành làm dữ lắm, biết học được gì không? Bên Trung Quốc này giờ này chưa có dạy viết gì chưa, dạy múa hát gì chơi thôi. Con uống sữa đây kìa, sữa mì chưng rồi kìa, uống lại đây con. Con thích mang, dạ con thích đi học không? À, con thích đi học không? Mẹ hỏi con thích đi học không? Thích hả? Ừ. Con gái đi học cho giỏi nha. Lớn lên con nuôi mẹ nha. Gái lên đi học con nuôi mẹ nha. Lớn lên con nuôi mẹ không? Thiệt không? Lớn lên con làm nhiều tiền rồi con có đưa cho mẹ không? Lớn lên làm nhiều tiền có đưa cho mẹ không? Hả? Lớn lên làm nhiều tiền có đưa cho mẹ không? Có. Thiệt không? Mẹ đem cho con đó. Em đi được không? Cái đó thì ghê rồi. Còn đem đi được không? Đem theo đi. Đem theo. Đem theo đó làm tập nháp. Chuẩn bị dữ rồi. Mày viết bỏ vô đó chưa? Mấy cái viết bỏ vô đó chưa? Mấy hộp viết bỏ đó chưa? Xem bị khửa phan liền bên làm à. Ừ, phan lại cái thông tin đây đây. Chuẩn bị ơn không đó. Còn 10 ngày nó mới đi học, giờ này chuẩn bị vậy. Thì ngày mai mới đi học, mà đây con chuẩn bị rồi. Đúng rồi đó, chuẩn bị trước một ngày là con giỏi rồi. Con đi học có cho ông bà cô chú đi theo con đi học không? Mời ông bà cô chú đi theo con coi con đi học không? Ừ? Bạn cho con đó hả? Nhà này quấy cặp đi vòng vòng rồi đó. Được rồi, con làm mày hư đi. Cái bia này em bữa Tết đó, cô chú mua mà ông nội uống có một lon hả, với em cúng một lon nữa, hai lon còn nguyên, với em đem ít trái cây với mà nước nước quýt đó cô chú, nước trái trái quýt hay trái cam đó, người ta vô keo á, mang cho ông bà nội. Bữa nay con đem bánh cho bà nội ông nội. Chắc là cho ông nội đi. Nói ông nội ơi, con đem bia cho ông nội nhậu nè ông nội ơi. Đi, mạnh lên. Trời, thở dữ rồi. Chắc có nhiều thở dữ rồi, đi vô. Sơ gieo và cày này khỏi chịu nè. Để đi con. Cảm ơn thằng dùng luôn ơi. Ok, cảm ơn thằng dùng con luôn. Ghê luôn, mạnh lên, cố lên. Ôi ôi, mẹ cầm cái khăn kinh dữ rồi, dữ dằn rồi. Nhậu hết trơn hay gì, không thấy ai hết trơn. Kêu em mở cửa rồi, kêu ông nội mở cửa rồi. Mẹ này nè, khai mời. Mẹ xì chiêu là. Ông mà đang ngủ rồi. Thà nà tông chi là. Ôi ôi trời ơi, tay cầm tay mở cửa luôn dữ dằn. Ôi ôi, mạnh dữ ta ha. Cứ xuống dập dò là sao có. Nè lấy thế nè, khiêng vô, khiêng vô, khiêng vô, hai tay bên đây nè. Ôi ôi trời ơi, nắm bên đây nè, bên đây nè có hai tay nắm nè, con bên đó có hai tay nắm, ta nắm lên, con làm gì vậy? Gì đi. Trong đó toàn là trái cây cho mình ăn. Chị hai mấy khoai cha hỏi lầm mà. Chị em còn ở đây chưa về. Ông nói là bánh bao. Ồ, nhìn ảnh xua đấy à. Xua bao giờ à? Xua xong nó cho mình ăn khang là. Cái gì cũng có
đây là đây là sang cái đoạn xong mới xì vô. Em hỏi ba người sao ngủ, bà nội nói chị nằm xích vô trong, hai người nằm bên đây. Ăn là anh đi bên na này nè, na hay nặng nung. Cha phải heo xuống đi sửa xe cho ông nội. Đi sao mới chưa hồng nung chi à? Tôi xịn mà. Ông nội mướn người ta là xế đất xong rồi nè cô chú. Đất này nó cứng dữ dằn thì chứ gì đó mà trồng khoai rồi nó rất là tốt, em không hiểu nổi luôn. Cứng gì lắm, cứng luôn. Cứng như đất nền nhà vậy đó cô chú, con lớp ở trên như là bụi như là cát vậy đó. Chứ lớp ở dưới nó cứng gì lắm. Làm cho bà bay. Bà bay. Mà dạ hồi xịn nó chơi đôi dép mẹ quýnh con đó. Trời mơ khoái tạc khai bây giờ. Cái xịn là bố hổ tạc khai là cứng quá, cứng không quá. Khó. Khó làm. Tạc khai canh thầm mất. Cứng. Tạc gì mà không nhúc nhích. Bây giờ đập cái bánh chưa có ga nữa. Cha đập không ga nó cười xạo. Cái hả xeo là cái gì cười vậy mong dạ? Hả mong dạ xạo? Cười bụng miệng nữa kìa. Gì dạ? Ê, gì dạ? Cô bé ơi. Bữa về tới giờ em thấy cái xe ông nội cái đỏ đỏ như là bình xăng không biết cái gì. Thì cha bé heo nói bữa về là xuống đây làm liền cho ông bà nội. Đây nè cô chú cái máy nè, để nhiều khi hết điện xe này chạy bằng điện. Hết điện cái mình sử dụng cái máy này mình sẽ chạy bằng dầu về nhà. Chứ để nhiều khi ông nội đợi sạc điện mấy tiếng đồng hồ. Gáp xong rồi kìa, hèn gì. Hèn gì. Trinh Thiên tha chuẩn bị xong á, su bo bậy xong á, xong á chuẩn bị san sẻ tha xuống miệng Thiên qua san sẻ là chứ gì chuẩn bị họ là anh nói với ông nội hồi nãy nó ở nhà nó chuẩn bị tập sách chuẩn bị đi học rồi. Nhảy mà nhảy cho ông nội coi măng già nhảy ơi. Ê, bà tay vô đầu nhảy cho ông nội coi, lắc coi. Lắc đây, lắc rồi kêu ông nội thảy măng dạ, kêu ông nội chọt con măng dạ. Bây giờ thì ghim điện vô đặng hàng á cô chú. Thử rồi đó nha, thợ thử rồi đó.
Ừ, mấy cành tre lắm. Bị hư rồi, không có những mít này. Khoai là. Sao mấy cành tre lắm? Ơi, xỉn là, hết hồn mà chết. Trời ơi. Máy nó chưa nóng lên mà. Dạ. Ông nội dắt heo đi tuốt kêu đó rồi kìa. Hai ông cháu à. Vô con ơi. Giờ này mình cũng còn bắn pháo bầm 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 tối ngày luôn. Bắn tới ngày Tết Nguyên Tiêu luôn. Một gàn bắp của ông bà nội hùng vĩ luôn. Em về chén đũa mất hết trơn. Bây giờ em mới phát hiện ra nè. Ông bà nội lấy cái này. Cái này nó bị mẻ rồi. Đóng luôn. Đóng cứng nhất. Bữa mùng 9 thì chồng em đi làm mày cô chú. Bữa nay đi xuống sửa xe cho ông nội cho đàng hoàng, rồi cho an tâm mà đi làm. Mà bây giờ chuẩn bị làm công ty mới thì công ty cũ hay là chồng em làm cũng được lắm. Bây giờ gọi điện kêu chồng em qua làm lại. Thì cũng như là mình làm quản lý mà cũng không phải quản lý. Mình đi tới luôn mình coi. Khi nào mà bận quá hay là hàng gấp quá thì mình đi vô mình làm chung. Còn những lúc nào mà hàng không có gấp á, thì mình đi coi như là quản lý vậy đó cô chú. Lương tháng thì chưa có biết như thế nào. Vô làm rồi người ta mới tính cho mình. Tại vì nhiều khi mình lên mình làm quản lý, nhiều khi đi xuống làm như công nhân. Vô đó làm thì giam lương 10 bữa rồi mới phát lương. Cho nên chồng em đang phân vân chưa biết làm chỗ nào. Bữa nay đi xuống thì thấy chị em nằm ở đó chưa có về. Mấy bữa nay bên Trung thì thời tiết cũng ổn rồi. Không có lạnh quá mà cũng không có nóng. Rất là dễ chịu. Cho nên nhà em nghỉ xài máy sưởi rồi. Rồi em hỏi bà nội sao trời nắng ở ngoài cũng im lắm mà sao không có kêu chị đi tới lui cho nó khỏe, cho nó mau hết bệnh mà nằm hoài à. Thì nãy bà nội cũng nói là chị nói chị thích nằm thì cho chị nằm. Rồi cái một hồi cái bà nội kêu chị ngồi dậy, cái chị ngồi kiểu gì đó, nằm kiểu gì đó cô chú. Ông nội thì vô vụ làm rồi, chuẩn bị bán hết một mớ khoai lang còn lại. Bán xong thì chuẩn bị đang trồng khoai lang lại cô chú. Chuẩn bị rồi kêu xe lại cuốc vòng này kia. Cái xe mà ông nội hay lái nó bị hư rồi. Bữa giờ đang bàn bạc với cha bé heo á, đặng đi chỗ khác, đặng bán cái xe đó lại, đặng đổi lại chiếc xe mới bù tiền thêm. Mà xa quá thì không có phương tiện để đi. Kêu xe mà lại sáng cuốc á, mà chở cái xe này đi á, thì rất là tốn kém. Còn đem ở ngoài Ganh Xu gần đây á, thì đem được, ở ngoài thành phố lớn á. Nhưng mà ngoài đó thì người ta không có chỗ bán cái xe kiểu vậy. Đi qua tới bên Thương Châu á, Thương Châu mà chỗ em đi dài hạn visa cô chú, xa lắm, bên đó thì mới có. Bên đó người ta bán rất là nhiều loại xe. Mấy ngày nay á, cha bé heo ở nhà cũng dọn dẹp này kia cho gọn gàng lại, cũng như ba cái đồ đạc mà để bừa bộn hôm bữa mà sửa xe này kia cô chú em nói đó, thì dọn dẹp cho xong rồi. Bữa nay đi xuống rồi sửa xe cho ông nội cho hoàn thành hết trơn, cho yên tâm.
Tại vì xe ông nội xe điện á, lâu xe cũng lâu năm lắm rồi, nó cũng bị hay hư này hư kia á. Có bữa thì nó hết điện bắt tử, không có điện về. Thì hồi nãy chồng em cũng cố gắng cho ông nội hôm bữa mà gần Tết á, cái máy để mà có khi hết điện thì cũng chạy bằng xăng, rất là tiện. Tại vì hồi trước ông nội đi bán khoai lang á, hay hết điện bắt tử á, mà cái xe đó sạc vô điện thì rất là lâu. Có khi ông nội ngồi bán khoai lang xong sớm á, mà ngồi đợi sạc điện rồi trả tiền cho người ta, mà đợi tới mấy tiếng đồng hồ mới đủ chạy về. Tại vì từ ngoài thành phố về nhà em cũng xa, lái xe hơi thì 40 phút đến 45. Đi dạo dạo với ông nội nãy giờ. Em hỏi bà nội sao chị không đi ra ngoài đi dạo rồi cho nắng đâu lên cho nó khỏe rồi mà chị nằm hoài. Bà nội nói tại chị thích nằm mà cho nằm. Nằm tới giờ ăn thì đi ăn, không có chịu đi cho nên bệnh bữa giờ nó chưa có khỏe, đau họng cô chú, kiểu như đau họng rồi nóng trong người. Em bé bồng bông, em bé bồng bông, con đang đi với ông nội đi đâu? Nói với ông bà cô chú nghe coi, con với ông nội nãy giờ đi đâu? Nói với ông bà cô chú nói tiếng Việt coi. Đi đâu? Quả sự thâu là nói con với ông nội đi chơi, đi dọc sinh. Ông nội của con đâu? Chỉ ông bà cô chú giới thiệu ông bà cô chú ông nội đâu? Đâu? Dạ giới thiệu với ông bà cô chú ơi, cô con đâu? Cô con đâu? Cô con đâu? Chỉ cho ông bà cô chú nghe coi. Cô đâu rồi? Bà nội đâu? Ông nội đâu? Cha đâu? Con thả ta xua là. Măng dạ, cô đâu? Chỉ cô ơi. Ông bà cô chú ơi, cô con đâu? Xua. Cô con đâu? Chỉ cho ông bà cô chú coi coi. Rồi cha con đâu? Cha với mẹ con. Vậy đó hả? Ông nội đâu? Lại chỉ cho ông bà cô chú coi. Ông bà cô chú không biết ông nội. Lại chỉ đây. Đây là ông nội con. Dạ, ông nội ăn. Đâu lại chỉ con lại đàng hoàng. Ông bà cô chú mới biết. Đi đi. Còn lại ông chú mới biết chứ con đứng đây. Ông bà cô chú đâu có biết ai đâu. Đi. Đi. Đi lại đi. Còn bà nội con đâu? Bà nội con à. Nghe tay gì nè. Nhảy luôn rồi, nhảy luôn rồi. Nhảy nè, kêu bà nội chọn con đi, kêu bà nội chọn con đi. Đi, đi đi, chưa thấy gì đâu mua đồ, về ngày mai em làm bánh bao. Đi con, mẹ nói với ông nội đi, nói bà nội đi về. Cái bà nội về nè, cái bà nội. Cái ba bà nội. Cái ba về nè, giỏi quá. Đi. Trời ơi, leo lên xe đóng cửa luôn. Ú, dữ dằn luôn. Ngồi trước với cha rồi đó. Ông nội đứng đây kìa. Đi, kêu cha xuất phát đi. Ngồi chỗ nào ngoài đi con. Ngồi giữa vô. Ngồi giữa vô. Video của em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye.